Em, bây giờ chúng ta sẽ sang phần luyện tập. Thì thực ra ấy, thì khi bước vào phần luyện tập này thì nghĩ là các em ở nhà nên tự nghĩ trước, tức là trước khi vào bài em phải tự nghĩ trước là theo mình sẽ nhấn âm vào đâu đây. Đúng cũng được, sai cũng được, không sao. Sau đó các em so sánh với những gì mà thầy nói. Trên thực tế thì những gì mà thầy nói thì nó cũng bình thường thôi, có thể ý các em khác. Nhưng mà những gì thầy nói cũng là một mang tính tham khảo để cho các em có thể học được thêm kinh nghiệm nhá. Bây giờ thầy mở phần đó. Đây thì đó là challenge số 1. Chúng ta mở challenge số 1 xem. Xác định trọng âm cho những câu sau và tập nói trôi chảy. Xác định trọng âm trước, sau đó mình nói trôi chảy. Thì ở đây thì thầy sẽ dùng cái biểu tượng ô vuông nhé, để các em biết được là trọng âm. Ví dụ như ở đây thì chúng ta vừa phân tích từ nãy rồi. Ta lên là âm đầu là theo 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 nhấn theo trường hợp số 4, tức là nhấn theo cái số lượng không gì, không có gì cả. Và nhấn theo impossible, nhấn theo trường hợp nhấn thông tin mới hoặc nhấn content words. Ta nói nothing is impossible. Nothing is impossible. Không gì là không thể. Nothing is, đừng thiếu z là is nhé. Nothing is impossible. Okay. Câu số 2, nếu bạn làm việc đủ chăm chỉ thì bạn có thể làm được gần như tất cả mọi điều. Thì ở đây chúng ta thấy có sự đối lập. Đó là work là nhấn theo đối lập. Và achieve, tức là ta đối lập hai động từ thì ta thể nhấn nhấn vào đó. Và anything là bất kỳ điều gì thì là nhấn theo trường hợp nhấn về số lượng. Người ta sẽ nhấn vào nó. Hard enough, đủ đủ chăm chỉ. Thì đây nó cũng là nhấn theo trường hợp, ta dựa theo trường hợp content word cũng được. Tức là trường hợp nội dung mới hoặc là nội dung những từ mang nội dung. Hoặc là nhấn theo mức độ, từ hard là mức độ chăm chỉ, đủ chăm chỉ mức độ enough lên ở phía sau. Sau đó sẽ phát âm như sau. If là một từ Việt Nam rất là âm sai nhá. Đừng nói là if nhé, không phải kết thúc là âm F. If you work. If you work, work là ở đây thì không hề ghi phiên âm gì cả, bởi vì thầy mặc định là các em đến giai đoạn này là các em có khả năng tra từ điển để biết được nguyên âm rồi. Các em hãy luyện tập điều đó. Trong cả khóa học thì dần dần thầy sẽ buông tay các em ra để các em học chủ động hơn. Nhưng các em hãy cố gắng, hãy nghĩ là nếu mà không có thầy thì sao? Nếu không có thầy mình sẽ học như thế nào? Thì đó là cái tư duy rất là cần thiết để các em có thể phát triển được. Học không cần thầy. Ok, tiếp nhé. If you work, work. If you work, if you work hard enough. If you work hard enough, you can, can, you can achieve almost anything. Almost anything. If you work hard enough, you can achieve almost anything. Thì almost thì chúng ta người Việt Nam thường hay thiếu s ở almost, thì em nhớ để ý đừng sót. Tại sao lại có phần giảng này? Tại vì là để thể nói những cái điểm của Việt Nam hay sai khi nói câu này, trông dễ thế thôi, nhưng mà để mình nói trôi chảy các em phải luyện tập. If you work hard enough, you can achieve almost anything. Nếu các em làm việc chăm chỉ, các em sẽ đạt gần như mọi điều. Điều này thầy tin là như vậy, thầy trải qua nó rất nhiều. Thì chọn các câu này cũng là để cho các em lên tinh thần này. Ví dụ đây là tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Thì từ không bao giờ là nhấn về số lượng. Không. Ok. Và give up thì là nó mang thông tin, thì ta có thể nhấn để vì nó là content words. I will never give up. I will never give up. Give up, có thể nối âm. I will never give up. Xong nhé. Câu số 4 của chúng ta. Để ta xem ta có thể nhấn gì đây. Mistake là một từ mới. Ta nhấn vào content word. Nó là từ mang nội dung. Và từ thứ hai là opportunity. Cũng là mang nội dung. Nên là to ta học là nhấn vào trước et rồi. Ta học phần trọng âm rồi. Các buổi học nó được sắp xếp một cách có hệ thống để ở đây các em có mọi thứ. Now you have everything to put them all together. Ok. Và từ great là một từ khi nhắc đến nó là các em phải đưa cảm xúc vào tuyệt vời. Thì nó là một từ mà lúc nãy thầy gọi là special ấy. Các em có còn nhớ không? Thì thầy mở lại phần đó. Đây. Phần lúc nãy thầy nói ở đây. Những từ mà thể hiện sự đặc biệt. Đây là chính là từ này. Tức là tuyệt vời. Tức là rất đặc biệt. Là một cơ hội đặc biệt, một cơ hội tuyệt vời. Ok. Thì các em phải nhấn tuyệt vời. Tức phải đưa cảm xúc vào khi mình nói, không thể nói là một lỗi sai là một cơ hội tuyệt vời để học một điều gì mới. Nếu mình nói thế là mình đang nói dối. Because when we think of something great, you must be excited about that. Ok, nhớ đưa cảm xúc vào nhá. Hôm nay thì hơi ốm tí. A mistake is a z, is a great, is a nó z, great, phải đưa cảm xúc vào. Opportunity. A mistake is a great opportunity to learn to lên thấp xuống nó to learn something new.
Thì từ new quan trọng hơn từ something ở đây. Something cũng được, em lên cũng được, không sao. Nhưng từ cái điều mới là điều quan trọng. Something new hoặc new things. Thế thì thầy nghĩ là chúng ta nên nhấn vào new ở đây thì nó sẽ tốt hơn. A mistake is a great opportunity to learn something new. Xong. Câu số 5. Câu số 5 có từ luôn nhấn nó từ là always, luôn luôn là từ chỉ mức độ, số lượng, luôn luôn 100%, 100%. Try ở đây thì là try là từ content, từ mang nội dung. Expectations thì ở đây ta có more than expectation, là có sự so sánh. Sự khi có so sánh thì ta sẽ nhấn vào yếu tố so sánh, ở đây là yếu tố more là nhiều, nhiều hay ít. Và expectation ở đây nó là đối tượng so sánh, hoặc là ta thử coi nó là từ mang nội dung cũng được. Ta lên ở đây ta, I always try to do thấp xuống, to do more than expectations. I always, always, đừng thiếu âm Z nhé, người Việt Nam rất hay thiếu âm Z ở đây. Những gì thầy nói với các em ấy, những lỗi sai đấy là đúc kết từ rất là nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các bạn trẻ nhé. Các em muốn đi đường tắt phải học kinh nghiệm đó. I always, âm Z, I always try to do more than expectations. Các em sẽ thấy là đôi khi thầy dừng lại một chút ở sau trọng âm đúng không? Thì đấy là một cách gây ấn tượng, đấy là một cách tạo điểm nhấn. Dù tiếng Việt hay tiếng Anh thì em nhớ là trước khi hoặc tức là trước hoặc sau cái điểm điểm quan trọng, các em có thể dừng lại một chút để người ta hiểu. I always try to do more than expectations. Xong. Câu số 6. Tôi biết ơn với mọi điều mà tôi có trong đời. Thì ở đây ta có thể nhấn vào grateful là từ mang nội dung. Everything là về số lượng, nhấn về số lượng ta lúc này. I have những điều mà tôi có trong đời. Đây là nhấn vào từ mang nội dung. I'm grateful for everything I have in life. Tôi rất biết ơn vì tất cả những điều mà tôi có trong đời. Các em phải có cảm xúc đó, các em mới cảm thấy hạnh phúc. Biết ơn vì có một người mẹ tốt, một người bố tốt. Biết ơn vì có một người bạn tốt. Biết ơn vì được nghe một bài giảng hay. Biết ơn vì mình may mắn đã có được nhiều người hỗ trợ trong cuộc sống. Ví dụ vậy. Hoặc là số 5 ấy, tôi luôn luôn làm, cố gắng làm nhiều hơn mong đợi. Thì đấy là cái triết lý để điều quan trọng để ta thể thành công trong cuộc sống, thầy cũng trải nghiệm rồi. Cố gắng hãy làm hơn, người ta mong một thì hãy mình hãy làm lên cộng một. Nếu người ta muốn tặng quà thì khi tặng quà mình hãy cho người ta thêm cả tình yêu thương, tức là làm sao để làm tốt hơn đấy. Ok, tiếp tục nhá. Câu số 7. Mọi thứ được tạo ra hai lần, everything chắc chắn rồi, nhấn bằng bằng số lượng đây. Created twice, được tạo ra hai lần. Created cũng là một từ quan trọng. Create để trọng âm sau. Created đừng có thiếu âm cuối nhé. Thì đây là nếu mà từ mang nội dung first và đối lập với cả second, và tương đương với nó là mind và reality cũng là đối lập trong mà é. Mình sẽ phát âm là everything is created twice. Everything is created twice. Created, created hoặc created. Anh nhỉ, created. Anh nghĩ created, âm D. Everything is created twice. First in mind, first lên in mind, lên. Chứ đừng nói everything is created twice, first in mind and second in reality. Đừng nói như vậy. Everything is created twice. Twice, ta học từ này rồi đúng không? Twice, TW ấy. Twice, nhớ có SE ở cuối. First, nhớ có SE. First in mind, nếu nói liền thì nó âm T sao? First in mind. Mind đừng có quên âm N. Để nói những chỗ thì nói là các em phải khoanh lại lúc mà các em luyện tập, để không sót. Tốt nhất là nên viết lại được vào vở, khoanh nó lại tuyệt vời. Hoặc là in tài liệu ra cũng được và khoanh nó lại. Everything is created twice. First in mind, mind and second reality. Second in reality, reality. Trọng âm ở trước ET đúng không? Reality. And second in reality. Do đó mà trước khi làm việc gì ấy, các em phải tư duy đã, phải nghĩ đã, rồi sau đó bắt tay vào làm việc. Phải tạo ra trong não đã, liên quan trước đã. Ok, số 8, 9, 10 nhé. Ôi, thì chọn mấy câu này thầy mất công lắm. Để các em vừa luyện tập âm mà các em vừa ngẫm nghĩ về cuộc đời. Toàn những câu tuyệt vời. Tiếp tục câu số 8. Cái cách mà bạn bắt đầu một ngày nó sẽ quyết định cái cách mà bạn sống ngày hôm đó. Nếu mà các em dậy một cách vội vã, mệt mỏi, uể oải thì cả một ngày hôm nay hôm đó sẽ như vậy. Nếu các em dậy sớm như thầy dậy 5 giờ sáng và bắt đầu một ngày bằng một bài tập thể dục nhẹ nhẹ, một bản nhạc nhẹ nhẹ, hoặc là đọc một cuốn sách, một chương sách tích cực nào đó, thì cái ngày hôm đó của em sẽ tuyệt vời. Ok, hoặc lên YouTube các em xem bài giảng của thầy, xem những cái phần định hướng động lực thầy truyền, thì các em sẽ có một ngày tuyệt vời. Thì đấy là triết lý của câu 8. Thì ở đây ta thấy có sự đối lập begin và
À không, begin không phải là đối lập mà nó là nội dung mới. The way là nội dung, content works, nội dung, từ mang nội dung. Determine là mang nội dung. Đừng phát âm sai là determine là sai nhé. Determine. The way này thì ta sẽ không nhấn, tại vì là the way thứ hai là old information, thông tin cũ rồi, mình sẽ nói thấp, thấp xuống. You live your day. To live ở đây là nhấn được, tại vì nó đối lập với từ to begin. Đây có contrasting, đối lập. Và your day là thông tin cũ thì mình không nhấn. Nếu vậy mình chỉ nhấn ở đây thôi. The way you begin your day. À, cho day cũng thể lên, tại vì đây là thông tin mới, nói lần đầu lên được. The way you begin your day. The way you begin your day. Begin, begin là y nhẹ. Begin, begin, begin. The way you begin your day. Determine. Hình như có gì đó sai sai. Em có thấy gì sai ở đây không? Nếu về mặt ngữ pháp ấy, thì ở đây nó thiếu gì? Nó thiếu âm S. Determines. Đấy. Phải thêm SE vào sau từ determines này nhá. Determine này. Nó thêm mới đúng. Đấy. Ta thấy nhá. The way you begin your day determines the way, thấp xuống, the way you live your day. Live âm y nhẹ, đừng nói là leave và rời đi là sai nhé. Live, ta đang ôn tập lại. Thầy phải chọn các câu vừa tốt mà lại ôn tập lại kiến thức cũ. Đã học được live, live, live your day. You live your day. The way, way, a. Đừng nói là way theo âm tiếng Việt. Way, a. The way you live your day. The way you begin your day determines the way you live your day. The way you begin your day determines the way you live your day. Ok. Nhớ nha, sáng dậy sớm đi. Câu số 9. À, ta lại nhấn âm everyone, trọng âm đầu. Everyone, trọng âm đầu đúng không? Thì đây là theo trường hợp nào? Đây là theo trường hợp trường hợp gì? Trường hợp mà số lượng ấy. Who enters your life? Enter. Has a lesson. À, bất cứ ai bước vào cuộc đời của bạn, your life lên chẳng hạn. Đây là những từ mang thông tin mới. To teach and a story to tell. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây có sự đối lập giữa từ 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 lesson và từ story là nhấn đối lập. Teach và tell là từ nhấn đối lập. Người ta nói everyone who enters your life. Everyone chia số ít là enters có z thì phát âm đừng thiếu. Everyone who enters your life has a lesson to teach and a story to tell. À, ta thấy ngữ điệu thầy lên không? Tại vì hôm trước ta đã học rồi. À, liệt kê ta lên giọng đúng không? Cho khi đến cuối cùng thì xuống. Has a lesson to teach and a story to tell. Cuối câu tell mặc dù có trọng âm nhưng mình có thể nói thấp xuống để người ta biết là hết hết câu rồi. The way, sorry, everyone who enters your life has a lesson to teach and a story to tell. Okay. Có nghĩa là các em phải học được từ mọi người xung quanh mình, kể cả người giỏi hơn mình, người kém hơn mình, bất kỳ ai đến, mình cũng đều học được điều gì đó từ họ. Đừng bao giờ khinh thường những người xung quanh, phải luôn học hỏi. Ok, câu số 10. A problem. Chắc chắn nhấn âm rồi, từ mang nội dung mà. Well stated. Mà được diễn đạt một cách tốt. Well, tốt hay là rõ ràng đấy. It's a problem. Từ problem thứ hai không cần nhấn, tại vì thông tin cũ. Have solved, được giải quyết. Thì nhấn vào từ solve này là để đối lập với từ stated. Ok, như vậy nó là a problem well stated. A problem well stated is a nội âm, is a problem, is a problem half solved. A problem well stated is a problem half solved, is a problem half solved. Stated, no, problem stated, solved. A problem well stated is a problem half solved. Câu này rất tuyệt vời, tức là một cái vấn đề mà được diễn đạt một cách tốt đẹp, tốt rõ ràng thì đã giải quyết được một nửa. Thì ở chỗ này thầy muốn nói với các em đó là trong cuộc sống thì chúng ta gặp rất nhiều vấn đề khó khăn, trong quá trình học này cũng vậy thôi, và trong những cái hành trình các em học những cái môn khác, các em trải nghiệm những điều mới, làm một công việc mới vân vân, trong một mối quan hệ thường nhiều vấn đề xảy ra. Và đôi khi thì thầy rất hay lắng nghe những cái chia sẻ đó của các bạn trẻ, và các bạn hay nói với thầy là thưa thầy em khổ quá. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ nói mà khổ, em khổ trong mối quan hệ đó, em khổ trong cái công việc này, trong việc học cái kia. Nhưng mà nếu ta chỉ dừng lại ở đó, ta chỉ kết thúc ở sự đau khổ thôi. You end up in pain. Chỉ kết thúc ở nỗi đau khổ mà thôi, không giải quyết được vấn đề. Muốn giải quyết vấn đề, các em phải cụ thể hóa vấn đề đó ra. Thưa thầy, em nói kém lắm. Em nói kém như thế nào hả em? Em nói kém ý em là em phát âm kém hay là trọng âm? Người nguyên âm hay trọng âm hả em? Thưa thầy, em phát âm kém ạ. Ồ, thế cho thầy hỏi là em phát âm là em kém ở phần nguyên âm hay là phụ âm?
Dạ thưa thầy ở nguyên âm ạ. À, thế thì cho thầy hỏi là em kém ở phần nguyên âm là nguyên âm nào hả em? Thưa thầy em kém ở nguyên âm AI ạ. À? Thế thưa thầy, à thầy hỏi, thế thì em kém ở nguyên âm AI là khi nó gặp ở trong từ riêng lẻ hay là ở trong từ có nhiều âm tiết? À dạ từ riêng lẻ. À, thế cho thầy hỏi thử problem với âm AI trong từ riêng lẻ của em là khi nó ở trong tổ hợp với những cái phụ âm nào ở phía trước hay phía sau của nó? Dạ thưa thầy em gặp vấn đề với âm AI khi có ending là N ạ. À? Đó, có thấy không? Và khi mà bạn đã giải quyết được vấn đề cụ thể đến mức là AI và NI, AI, thì lúc đó bạn hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề. Do đó, bất cứ khi nào mà các em gặp khó khăn, các em hãy cụ thể hóa nó ra. Khó khăn nó ở đâu? Cái khó khăn đấy chính là cái cơ hội để các em phát triển. Cụ thể hóa nó ra, mình sẽ giải quyết được vấn đề. Đừng bao giờ dừng ở vấn đề một cách chung chung. Chắc chắn là mình sẽ đau đớn, đau khổ lắm. Hãy cụ thể hóa nó ra và giải quyết vấn đề. Đó là thầy đang hướng dẫn cách các em để có thể tự phát triển mà không cần thầy. Trong cả khóa học này thầy sẽ đồng hành cùng các em và từng bước thầy sẽ buông tay các em ra để đạt mục tiêu của giáo dục, đó là các em có thể tự phát triển được. Ok. Và với cái mục tiêu đó, mục tiêu cao cả đó của giáo dục là để người học có thể tự chủ động, thì với cái challenge số 2 thầy sẽ không có phần giảng nữa để các em có thể tự tự mình chọn cho mình được trọng âm theo ý của riêng mình. Ok. Nếu các em muốn thì có thể là yêu cầu thầy, thầy sẽ có thể cho đáp án tham khảo. Thế nhưng mà các em hãy tự mình phát triển ý bài này để tua lên một chút để các em nhìn được qua nội dung nhé. À, người người hỏi câu 1, người hỏi có thể là một tràng ngốc trong 5 phút, thế nhưng người không hỏi sẽ ngốc cả đời. Hãy luôn luôn học hỏi, luôn luôn sẵn sàng đặt câu hỏi nhé. Có thể không biết cứ hỏi thầy nhé, thầy mà không trả lời được thì trả lời không biết, và câu nào thầy trả lời được thì trả lời, câu nào thầy đưa phương pháp để các em tự tìm câu trả lời thầy sẽ đưa phương pháp. Câu số 2, đừng để cho mọi thứ nó xảy ra một cách thụ động mà mình phải chủ động làm cho mọi thứ xảy ra. Đừng đợi, hãy chủ động. Đừng đợi người ta đến kết bạn, mình hãy kết bạn chủ động. À, đừng có cố gắng hoàn thành mọi cuốn sách mà bạn bắt đầu. À, đôi khi chúng ta phải từ bỏ. Chúng ta hãy tập trung vào những điều quan trọng nhất thôi. À, số 4, quá nhiều người trong số chúng ta thì chết ở tuổi 20 và được chôn ở tuổi 80. Có nhiều người chúng ta không có cái mục tiêu sống thì nó rất là phí, chúng ta sống ngày qua ngày không có sự phát triển, không có sự đóng góp cho đời, thì đấy đấy là những người như vậy. À, số 2, số 5, có một sự khác biệt giữa chỉ đơn giản là tồn tại và thực sự sống. Thì hy vọng các em sống, sống thực sự, tận hưởng mỗi ngày cuộc sống và cảm nhận được những điều khác nhau, luôn luôn phát triển. Và số 6, đâu là sự kết nối, đâu là mối quan hệ giữa cái công việc bạn làm và những cuộc đời, lives mà bạn có thể chạm đến được. Đấy thì các em chú ý như vậy. Đó là những gì mà mình làm ấy là nó phải mang được cái lợi ích cho một ai đó trong cuộc đời. Lưu ý điều đó. Okay. Khi đó mình mới là người có ích. Câu số 7, nếu bạn từ chối chấp nhận bất kỳ điều gì, bất kỳ điều gì ngoại trừ cái điều tốt nhất thì bạn thường sẽ đạt được cái điều tốt nhất đó. Tức là mình hãy đặt tiêu chuẩn cao, đừng có nói một cách ẩu khi thu âm, nói ẩu với thầy, mà chúng ta hãy hãy chỉ chúng ta hãy cố gắng ở chất lượng cao nhất có thể nhé. Số 8, những người không dành thời gian cho thể dục thì sẽ dành thời gian, cuối cùng sẽ phải dành thời gian cho bệnh tật. Và câu 9, để được trả lương nhiều hơn, cái này cho đối với những bạn đi làm, bạn đang đi làm, để được trả lương nhiều hơn thì bạn phải gia tăng giá trị, bổ sung thêm giá trị cho đời. Đừng có đợi là hãy trả lương cho tôi thì tôi mới làm. Đừng, mình phải tăng giá trị đóng góp của mình tạo ra giá trị, người ta mới có cái để người ta tăng lương cho mình. Mình phải chủ động. Và câu số 10, I always look for positive things. À, tôi luôn là lộ bài. Tôi luôn luôn tìm kiếm những điều tích cực trong mọi trải nghiệm của mình. Các em nhớ nhá, trong hành trình này các em sẽ trải nghiệm khá nhiều cảm xúc. Có lúc thì excited, hứng thú, có lúc thì tuyệt vọng, có lúc thì khó khăn, có lúc nản, thầy không phải lúc nào cũng ở bên các em. Nhưng các em hãy nhìn sang điều tốt đẹp, điều tích cực, hãy nhìn sang điều tích cực để mình có thể tiến lên. Dù sao thì mình cũng đang tiến bộ cơ mà, mình đang tiến bộ ở các khía cạnh này, cái cạnh kia. Dù sao mình cũng đang cố gắng đây, mình cũng đang cố gắng thay đổi bản thân mình, vân vân. Thì các em về luyện tập đối với phần này, nếu mà thôi cái này để thầy dặn dò thêm sau, bây giờ thầy sẽ mở ra phần dặn dò nhé. Ok, các em thân mến, như đầu buổi thầy có nói rồi, thế nếu mà chúng ta có quá nhiều điều phải làm thì hãy tập trung vào những điều quan trọng nhất. Nếu mà các em thấy là lượng bài tập quá nhiều thì các em hãy gia giảm theo cách của riêng mình. Các em hãy chọn những câu mà đối với các em cảm thấy tâm đắc nhất, hãy tập những câu đó cho thật chắc chắn và thu âm. Không quan trọng là các em phải thu được hết, mà thực ra cũng quan trọng đấy. Nếu các em setup mình là đẳng cấp cao thì em các bạn mà cố gắng trở thành cao thủ muốn học giỏi nhanh ấy thì các bạn hãy học hết toàn bộ nội dung đó. Nhưng ngược lại những bạn mà chúng ta nghĩ là thời gian chúng ta nó bị hạn chế, chúng ta hãy chỉ tập trung vào một số câu mà theo ta là ta tâm đắc nhất, em tập những câu đó thì là được, là thầy đã cảm thấy happy
và sẽ chữa được. Tại vì thầy tin rằng nếu các em có thể tập được một câu, các em có thể làm được n câu. If you can do one thing, you can do many things. Ok. Và có lẽ là thầy dừng bài giảng ở đây. Thầy mong rằng các em sẽ biết đâu là điều quan trọng trong cuộc đời mình để mình dồn toàn tâm toàn ý cho nó. Tạm biệt các em. Thầy Hoàng, Biology English.